sao đây, bà biết bà rình rình tôi đây, ngồi xuống. Hồi nãy giờ Kiên nói rồi đó, cứ cứ quay đi không có gì. Được chưa? Cũng như nãy giờ Kiên nói rồi đó, thì mọi người nhớ cái điều vậy nè. Ở đây á, mình giúp hỗ trợ cho mọi người chỉ có chiếm 30% thôi. Đừng có nghĩ cái phương pháp này nó chữa bệnh mà khỏi bệnh, đừng có nghĩ cái gì như vậy. Cái mà khỏi bệnh đó là chính mình làm cho mình khỏi bệnh. Thì cái đó là gì? Đó là ăn uống, đó là tập luyện ha. Rồi chườm đá đi tăng thân nhiệt, tức là tăng sức đề kháng của mình. Rồi uống rượu ớt để làm cho máu huyết mình lưu thông. Cái đó mới là cái chính. Do đó là ở đây mà có những người mà tôi đề nghị ở đây một ngày hôm để mà ở đây giúp đỡ hỗ trợ, còn tất cả là không có cần thiết thì đi về nhà đi. Ở đây tụi này tư vấn xong rồi về, ráng cố gắng thực hiện mấy cái lời tôi nói, giống như cái cô nãy là mọi người thấy cái kết quả nó không có nhanh như là thuốc tây, nhưng mà khi mà cái dùng những cái này nó không có bị ảnh hưởng của cái triệu chứng phụ của thuốc tây, mà cái kết quả của nó cứ từng bước dần 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 rồi nó cải thiện rồi nó khỏe lên. Thành ra nãy là tại sao mà trước khi mà vô tư vấn á, bao giờ ở đây cũng dặn dò là ăn 16-8, hút không khí, chườm đá, uống rượu ớt. Một cái nữa là ở trên Zalo á, là bữa nay ai mà chưa kết bạn á, thì kết bạn Zalo với tôi á, đen chi. Rồi có gì á, thì thắc mắc, thì ở trên đó có một cái thư thoại, mọi người bấm ngay cái chỗ mà để nói á, rồi nói. Tôi rảnh cái tôi ngồi nghe, đừng có gọi điện. Tại vì tôi nhiều khi tôi mắc làm việc cái tôi không gọi được. Giống như giờ tôi tư vấn là tôi dùng cái máy bên kia không có nghe. Thành ra là mọi người đừng có ngại là tôi không trả lời. Cứ nói nếu mình chưa quen á, mình nói con cái mình nó chỉ cách để ấn vô cái đó rồi nói trong đó, rồi tôi sẽ trả lời từng người hết đó. Và tôi sẽ theo dõi hết, đừng lo. Ha, nhiều khi á là buổi chiều mà tôi về á, cái tôi làm việc tôi coi, tôi ngồi tôi coi á, rồi tôi làm á, rồi mà đến đội bà vợ tôi nói bị tối ngày cứ dòm vô cái máy á. Không có dòm nhai, tôi nói không phải, tại vì mình có trách nhiệm với người bệnh. Thấy không? Mà tôi cái đó tôi không có đòi đồng nào với mọi người á, nhưng mà tôi sẵn sàng tôi trả lời, không có để bê trễ đâu. Thành ra mọi người yên tâm ha. Bây giờ trước hết là bác ở đâu tới? Bây giờ đau cái lưng nè, đau cái lưng cái nó đau xuống cái kẽn, đau xuống đây nè, đau hơi kẽn nó nhấc cường của ta, đau hơi ông bà tư này. Rồi bà ở đâu? Bà ở đâu tới? Ở Quan Nghĩa là Quan Ngãi. Ôi trời, đi với ai? dạ đi với con kìa À, đi với con gái hả? dạ Con gái đã chưa tới đây lần nào hả? dạ chưa có đi lần nào ấy, Ừ. chưa đi lần nào ấy thầy. Rồi bây giờ là đau gì lâu chưa? Dạ đã lâu cũng được về Nam rồi thầy. À, dạ khá dữ ha, dạ ta làm ăn khá giả vài năm, còn này bệnh vài năm rồi. Đời đời cũng đất lỡ luôn đây nó xuống ta, đây nó xuống cảng này, á. xuống cảng nó nhấc cảng rồi nó kén nó rất dữ luôn Nó thầy. căng rất dữ lắm, Dạ nó kén đêm nó xuống ngủ không được thầy, đỡ có đủ gấu nó ngủ không được á. ngủ không được luôn. Dạ cái lưng nữa, cái lưng nó đau muốn lắm thầy ơi. Ừ. Dạ đau lắm. À, rồi định là tư vấn xong rồi đưa bà về hả? Dạ. Rồi chị dặn là ví dụ như có thể là mua rượu ớt với thầy, với Được. đi dùng đá gì đó Ừ. nãy thầy kia nói đó, Đúng mẹ rồi. mình đang lắng nghe thì có gì thầy tư vấn cho mẹ con thêm với em. Được rồi. Dạ Tức là vậy nè. Về là cái 16-8 á thì phải là bắt buộc. Bắt buộc. Đừng có ngại bà gầy về mà ốm về mà ăn không được. Nhưng mà ăn á, thí dụ như người mà người nào béo á thì mập á, thì mình ăn á, là buổi chiều mình ăn ít, buổi trưa mình ăn nhiều. Còn cái người mà gầy như bác vậy nè là trưa ăn cho nhiều, chiều ăn khá khá, không cần phải nhịn ha. À, rồi á, là phải thực hiện cho được cái đó, tại vì riêng cái ăn 16-8 á, là khỏi bệnh 50%. Thấy chưa? Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mình hít không khí á, thì mình đem cái oxy trực tiếp vô mình, nó bổ sung cho cái oxy. Ở đây mọi người lớn tuổi nè thấy á, là càng mình càng lớn tuổi mình càng làm biếng thở, bởi vì mình không thở
mình mà thở sao mình chết nổi, thấy không? Làm biến thở mình mới chết được chứ. Tại vì oxy trong cơ thể mà nó thiếu á, thì nó làm cho cái cơ thể mình nó bị bệnh tật. Cho nên ráng hấp nhiều. Rồi chườm đá là giúp tăng thân nhiệt. Mà khi tăng thân nhiệt xong thì cái sức đề kháng mình nó mạnh lên, thì mình đã khỏi bệnh rồi. Bây giờ chỉ có cái là uống thêm rượu ớt. Nhưng mà tôi dặn cho cô này cũng như là mọi người nghe nha, là khi tôi dặn cái này là chút xíu tôi muốn nhắc lại. Tức là rượu ớt á, là bao giờ cũng vậy á, nếu như bình thường mình uống là một ngày hai lần, một lần một muỗng cà phê, tức là một thìa cà phê á, thì mình uống mình pha với sữa chua, pha với sữa chua là da ua đó. Nếu như mà có tiểu đường thì dùng sữa da ua, sữa chua đó là không được. Còn người nào mà không có bị tiểu đường thì mình dùng sữa chua có được. Mục đích để làm cho nó bớt cái cay nóng, làm cho nó bớt cái cay nóng. Do đó là mọi người nhớ mấy cái lời tôi dặn. Rồi còn rượu ớt á, là khi nào mà mình uống vô mình thấy nóng rồi khó chịu á, rồi nhất là táo bón nữa. Có người bị táo bón nhưng mà uống một muỗng không có bị táo bón, uống hai muỗng thì dễ bị táo bón, thì giảm liều lại còn nữa. Nhưng mà nếu như sau một tuần mà mình thấy mình uống một thìa một muỗng á, mà mình uống một muỗng á, mà mình thấy ok, thì tuần sau mình dơ lên hai muỗng. Còn nếu mà mình uống một tuần mà mình thấy nó nóng rồi nó cay nhiều á, thì mình giảm lên nửa muỗng. Cái đó là do mình tùy mình điều chỉnh thôi. Nhớ được rồi ha. Buổi trưa với buổi chiều. Đúng rồi, mà sau khi ăn cơm no. Rồi mọi người nhớ đi nha. Tại sao mà mình dùng sữa chua? Tại vì có những cái trường hợp có những người bị viêm loét dạ dày, có những người bị trĩ, có những người bị trào ngược thực quản. Thành ra là mình uống là khi mình uống vô mình thấy nó hơi sót sót có là mình giảm xuống. Còn mình uống vô mà thấy không có gì là mình đáp ứng tốt rồi, thì mình tuần sau mình tăng liều lên. Mà cái đặc biệt của rượu ớt là nhớ vậy nè, là nó làm lành cái vết thương của mình. Nó hay vậy đó chứ, thấy không? Cho nên đó là mấy người ở đây nhiều người bị loét dạ dày, chữa các nơi không khỏi, mà cuối cùng lại dùng rượu ớt lại hết loét dạ dày, hết trào ngược thực quản. Bản thân của tôi hồi xưa đó, tôi bị trào ngược thực quản, tôi uống thuốc tây á, uống vô thì đỡ, nhưng mà sau đó bị lại. Nè, không có thuốc bị lại, uống rượu ớt đi cho nó chắc, khỏi có phản ứng phụ. Rồi bây giờ sẽ giúp cho bà thoải mái tinh thần, phải không? Bà nằm xuống đây, nằm ốc nè, nằm ngửa, nằm ngửa, nằm ngửa, thấy không? Giúp cho bà liều thuốc bổ trước khi về. Rồi xin lên đó. Rồi dạ. Không phải lựa một thanh niên rồi cho khỏe mạnh rồi. Ôi, ngồi dậy đi. Đây kéo gỗ nhiều người. Rồi nữa mới bắt ba liêm diêm này không? Rồi, bây giờ bạn nghe sao? Nghe đỡ đỡ rồi ha. Bây giờ về thực hiện đúng hết mấy cái lời nói. Rồi, vậy đi ha. Rồi, bây giờ còn cái gì nữa? Cái chườm đá đó là mục đích mình để chườm gan. Nhưng mà mọi người, ai mà kết bạn Zalo của tôi rồi á, mà nghe cái này không rõ, thì viết trong Zalo á, nói thầy gửi cho tôi video clip chữa là chườm gan. Tôi gửi nó có một cái video dạ đầy đủ trên đó. Không, không, sách không có. Bây giờ hết sách rồi. In 10.000 cuốn mà giờ hết rồi. Bây giờ phải chờ năm sau đi. Tôi nói rồi, tôi nói rồi. Rồi rồi, tôi nói rồi. Bây giờ trong đó có đủ hết rồi, còn cần gì kết bạn Zalo tôi gửi cho chứ. Giờ tôi ngồi tôi nói chị làm một chút xíu là không có thời gian. Rồi rồi. Đã lên. À, một tháng rồi đó. Ừ, rồi rồi cái gì đỡ gì không đỡ. Tôi bị bỏng quá đầu chân tôi không nọ nè. Ra ngoài, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây.
Thì không có gì chắc. Phải chịu khó chùm đá là gan nè, rồi chùm đá cổ buổi tối con. Dạ tối nào để lên hai cục đá. Cục này đá rồi nơi hồi đổi lên như ra. Thầy 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 được. Thầy trả cục này con mang về. Rồi. Thế thì bây giờ là còn mỏi gì? Hai cái vai với cái tay mỏi. Hồi đó nó có sưng có gì không? Dạ không sưng. Hồi đó thì nó cũng đau mà con thấy uống cái đoạn đó đoạn này là không có thấy bớt này, cái dưới đây thấy bớt mà cái đoạn này cũng thấy bớt. Cái đoạn đó không bớt. Dạ cái tay bên này hai bên đều đau nặng lên tới đây luôn thầy. Rồi được rồi. Bây giờ về này chút xíu rồi cũng ra mua rượu ớt nhưng mà mua thêm cái chai thấp khớp. Dạ con bữa nó con mua chai thấp khớp, uống chai thấp khớp luôn. Đứng dậy, đứng dậy. Về tôi vũ cái cho nó. Rồi đứng qua đây kia. Rồi đưa xích qua đây. Đây đây, đó, để tay này, đó gì. Đây 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 qua đây. Rồi, nằm lên. Ở thầy rượu ớt cái uống vô là nó buồn ngủ liền, rượu khớp uống vô cho nó buồn ngủ liền á thầy. Dạ. Rượu uống vô là nó buồn ngủ liền, uống vô một chuông là muốn nhắm mắt ngủ liền. Đi ngủ. Đi ngủ. Có gì đâu. Mới trưa là. Rồi, ngồi dậy đi, coi tay chân thầy. Sao rồi? Rồi, bây giờ cứ động tay chân coi sao rồi. Ồ, tay nghe hết đau rồi thầy, nãy con dở lên rồi nó đau từ đây lên tới đây luôn, hai bên đều bị luôn. Bây giờ hết đau rồi. Dạ, giờ hết rồi đỡ rồi. Rồi, bây giờ vậy nè, cái này á, cái đau này là do cái cổ nó bị thối quá. Dạ. Cho nên chịu khó làm này rồi chùm cái đá cho này cho nhiều. Dạ, con tối nào con để hai bên hai cục đá rồi. Rồi, nha. Dạ. Ok. Dạ, rồi, lên đường. Nếu uống rượu buồn ngủ là không có sao thầy. Ôi ơi. Không phải, không phải đâu. Em ở quận 4. Ở quận 4 gần đây. Dạ. Rồi bị sao? Bị cái tay này mà giở thẳng lên á, nó lối đây nè, nhưng mà đưa qua đây mà phanh tay vậy nè. Cái nó cũng lối đây còn cái tay này thì đưa thẳng được. Mà bị lâu chưa? Dạ bị cũng năm mấy rồi. Rồi nhưng mà làm mạnh kia có đau không? Làm mạnh thì không có đau, thí dụ mình làm mà nó trật lối về sau này thì đau, mà đẩy tới vậy thì nó đau bất thì lình rinh cái gì hay gì đó lối tới vậy thôi, cái vợ này lên nó dối lấy này kia thì nó đau nó mà. Đau dạ, vậy thôi. Rồi hôm nay là cái năm mấy nay là dùng thuốc gì? Dạ không có dùng thuốc gì hết, cứ để vậy. Dạ tại vì thấy cái tay này cũng vẫn còn hoạt động, chỉ có dơ lên rồi nó nhức vậy thôi. Dạ dơ lên thí dụ dối lấy cái gì á rồi bỏ đồng hồ ra đi. Mới uống đủ thuốc của thầy được 5 ngày nó thì thấy với dạ là nha. Rồi xích ra đứng ra. Ủa rồi uống đủ ớt 5 ngày thấy có đỡ không? Dạ thấy đỡ nhất thấy đỡ nhất phải không? Dạ. Rồi anh thả lỏng người ra đi. Dạ. Thả lỏng ra rồi bây giờ anh dơ ta lại coi bên kia kìa. Giờ đã đỡ lên. Ê, giờ lên thấy khác phải không? Dạ. Rồi được rồi, đưa tay này. Thả lỏng đừng gồng, mềm, mềm. Rồi chị ngáp ngáp vậy. Rồi dơ lên trở lại. Nó đã đỡ vậy. Nghe mềm ha. Rồi được rồi, để tôi nâng vai ông cái. Thả lỏng ra đừng gồng. Dạ. Rồi đấy. Bên nó nặng lắm. Này cái này ngồi xuống đi để tôi nói cho ông nghe. Cái này nó gọi là tăng axit lactic. 100 người là có 5 người bị đau đó, chữa rất là khó chữa. Yeah. Thành ra là bây giờ hồi nãy sáng giờ nghe rồi ha. Yeah. 16, 8 hút không khí chồm đá thì mua một cặp chồm ở gan, một cặp chồm ở dai. Yeah. Rồi, rượu ớt thì uống đều được rồi. Uống nay là mấy ngày? Dạ cũng 5 ngày. 5 ngày nhưng mà một muỗng lần muỗng hả? Dạ lần muỗng. Rồi mà thấy bụng dạ đồ có gì không? Dạ không. Không gì. Dạ một lần nó nhức tay nhức khớp mà là nhưng mà nó giảm. Dạ. Tôi bắt đầu tuần này uống 2 muỗng. Dạ. Tăng liều nha. Rồi nằm đây. Nằm xuống đi. Rồi thẳng ra. Đó bây giờ có thanh niên rồi chứ. Thanh niên hơi ngồi đỡ đây nè, có gì chạy tới chạy lui đi xa để giúp giùm.
Thôi, bây giờ ngồi dậy được rồi đó, để coi tình hình sao rồi. Ngồi dậy đi. Rồi, rồi đây để cho ngồi đỡ chút xíu được rồi. Thôi được rồi. Rồi, bây giờ anh giơ tay ra lại mạnh lên đi coi. Dạ, đỡ thầy. Đỡ kêu rồi hả? Dạ. Bây giờ vậy nè, cái đó là cái chuyện đó thôi, nhưng mà giờ anh cứ tập trung cho tôi là uống rượu ớt tăng liều. Dạ. Rồi một tháng sau tái khám. Ha? Dạ, dạ. Rồi bây giờ tiễn vô. Dạ, mỏi mà tê tê tê, mà chân này nó bú bút á thầy. Dạ, mà dưới với, dạ, ông này là cái gì? Dạ, ông xã em. Ông xã đó hả? Dạ. À, đây rồi, là bạn em giới thiệu em, em mới biết thầy đó. Uống 2 tuần rồi, cái em kêu mấy người này uống 5 ngày. À, 2 tuần rồi thấy sao rồi? Em uống thì em thấy cũng bớt nhiều lắm rồi. Ừ. Bây giờ là chị nghe rồi. Nha. Dạ. Thì rồi chị có uống chưa? Em uống 5 ngày luôn rồi, bạn em mua giùm em về 2 không, nhưng mà uống 5 ngày rồi. Dạ. Mà thấy cái rối loạn tiền đình sao rồi? Dạ em chưa thấy cái gì á. Chưa thấy đỡ. Chưa thấy đỡ, vẫn còn bị chóng mặt. Dạ. Em dùng thuốc dẫn cái gì? Thuốc em uống. Em chưa có ngừng dám ngừng thuốc tây. Lý do? Tại vì em để coi cái rượu ớt mà em đỡ rồi em mới giảm cái này đi. Được rồi. Rồi cái cổ của em á, nó bị xương sống cổ nó quay ra em đau. Quay thử coi. Quay đau đâu? Quay nó quay chỗ này đau, này là đau bả vai. Em ngồi xe mà từ quận tư qua đây em cũng mỏi chỗ này nữa. À vậy đó. Rồi em đứng lên xuống cái mông em cũng đau nữa. Rồi. Nằm xuống đây. Ngủ bỏ ha. Chưa. Đây. Không có. Cái này đi ngồi kéo thôi. Mọi người tôi nói đi mọi người nhìn này nha. Ha. Cái này là cái cách để chữa rối loạn tiền đình. Ha. Thì cái một tay là mình bịt cái tay lại nè. Ha. Rồi mình cho nằm nghiêng vậy nè. Ha. Sau này á là khi mà mình làm ở nhà mình là tự làm cũng được. Ha. Thì khi mình vỗ này á là không phải vỗ lỗ tai nha, mà vỗ bên má nè. Thấy chưa? Rồi 5 cái, rồi bịt cái tay này, rồi vỗ cái này. Thấy chưa? Rồi bịt cái tay này, rồi vỗ cái này. Này gọi là phương pháp đánh ma hồng. Thấy không? Rồi bịt cái tay này, đưa qua đây, vỗ nữa. Rồi đưa cái này, vỗ qua ra, vỗ. Mỗi bên á mình làm 3 lần, 4 lần giờ cũng được. Rồi nằm yên, rồi kéo cái. Rồi gọi đó có hay là vận động viên giúp rồi. Rồi mềm. Ôi à. Rồi báo tiêu rồi. Rồi vậy. Đỡ không là? Đỡ. Sao không đỡ? Đỡ cái rốt thôi. Nghe cái rốt bị nó gãi trong rồi. Rồi. Bây giờ là coi xây rồi đỡ cái cổ nó hết chưa? Dạ đỡ thầy. Đỡ rồi không? Rồi, hết chóng mặt chưa? Dạ đỡ nhiều. Rồi đỡ rồi hả? Dạ. Bây giờ biết cách rồi. Dạ. Ha, một chút xíu mình cũng thực hiện riêng cái rối loạn tiền đình đó là chườm đá gan dưới cổ. Dạ. Rồi cái tay này bịt đây nè. Dạ. Ha, mọi người nhìn này nhé. Nằm xuống bịt vậy nè. Ha, nằm dây. Bị cái rối loạn tiền đình á là một cái rối loạn nằm ở trong cái tay mình á, nó có một cái bộ phận nó gọi là equilibre, ha, là nó làm cho cân bằng cái cơ thể mình. Nhưng mà khi nó bị bascule, nó trục trặc rồi thì nó sẽ làm cho bị choáng váng. Thì khi mình ngồi dậy á là cái mình thấy cái nhà nó lộn tùng heo vậy nè, lúc đó thuốc sao mà uống kịp được. Thành ra mọi người bình tĩnh, đừng có thuốc men, cứ lấy cái tay này vô gõ này gõ này, trong vòng gõ bờ mỗi bên 3-4 cái, đứng dậy không còn bị nữa. Nhớ nha, cái bài học này phải nhớ nha. Dạ. Rồi bây giờ không còn gì để mà tại tâm sự tay nữa. Cái tay còn tê tê. Có bẻ không thầy? Cái đó dạ. Phải thời gian. Dạ dạ. Cái thời gian. Dạ. Nhưng mà cái tay này là bị lúc nào? Tay này cháu bị, có em bị cũng hơn 5 nay rồi. Nó bị do cổ á. Dạ. Bây giờ bóp lại coi đỡ chưa? Dạ đỡ thầy. Đỡ rồi. Tại vì tôi kéo cổ này nè, thì cái này nó đỡ dạ, rồi. Dạ dạ. Thành ra là đừng lo, bây giờ dạ. Chịu khó trộm này với trộm này. Dạ dạ. Rồi ra lấy rượu ớt rồi về uống dạ, đi. Dạ dạ dạ. Một tháng sau tái khám. Dạ. Bye bye. Dạ. Chào thầy. Chào bạn. Rồi. Em chào thầy. Đây là dạ, dạ, dắt mối nè. Dạ. Em dẫn nó đi đó. Dạ. Nhà đâu? Nhà tụi em ở quận 4 hết. Quận 4 hết á. Dạ. À, dạ, dân Khánh Hội nha.
Nhưng mà nhà chồng thầy, em nhà ở quận 3. Dạ. Thầy ơi, em có bà chị đó. Là uống với thầy mấy tháng rồi, chỉ bị ung thư luôn á. Nhưng mà chị uống giờ chị rất là ổn định. Đúng rồi. Rồi chị mới kêu em. Ung đó. Thư gì, bị ung thư gì? Chị cũng bị ung thư ngực, chị ngực, ngực rồi. Nhưng mà chị ổn định lắm, thành ra chị thấy em bị đau lum la, chị mới nói thôi mày, chị kêu em lên, chị cho em uống chứ. Chị cho em uống, em đem về em uống. Xong rồi em mới kể cho bạn nghe, xong em lên mua. Về chia cho bạn bè, tụi em uống, giờ đang uống luôn. Nhưng mà em uống hơn, nhỏ này em uống 2 tuần, nhỏ này chồng uống có 5 ngày thôi. Nhưng mà bản thân em á, thì em nói thiệt luôn, là em bị thoái hóa cột sống. Rồi gai cột sống, tự rồi. Trên đây nè thầy. Rồi. Tuốt xuống dưới đây rồi vô cái gai này luôn. Bị gai 4 gai đều hết. Coi như em bị mấy năm rồi. Rồi. Nhưng mà bây giờ tình hình em uống 2 tuần nay á, thì nói thiệt thầy luôn, bữa là em ngồi xuống đứng dậy không nổi. Nhưng mà em uống 2 tuần nay á, thì em đứng dậy được. Nhưng nó đỡ đau. Còn lúc trước là em ngồi xuống đứng nó đau, mỗi lần đứng nó đau lắm. Rồi. Nhưng bây giờ thì em đứng từ từ được, nhưng mà nó đỡ đau. Rồi. Có nghĩa là em dùng sức em đứng lên được. Rồi, chứ lúc trước em ngồi xuống em phải dịnh đứng á. Hai tay phải chống xuống đất á thầy. Bây giờ á, là tôi dặn về nè, là chị uống là kết quả rồi. Dạ. Nhưng mà có ăn 16 tám cho tôi chưa? À, cái này hả thầy? Thì bữa chị và chị cũng nói. Nhưng mà tại vì em muốn lên đây để em khai với thầy là em bị vậy đó. Được. Rồi bắt đầu về mới thực hành. Tại vì cái gai cột sống cổ, gai cột sống lưng, gai đầu gối, gai gót chân. Dạ. Tất cả đó là một sự rối loạn chuyển hóa trong cơ xương của mình. Dạ. Và không có thể nào mà mỗi cái là mình mổ. Bởi vì mổ xong rồi, mài cho đàng hoàng rồi, 5 năm sau nó mọc y cũ. Cho nên đó, là mình phải làm sao chung sống hòa bình với nó. Mà muốn làm sao cho nó đừng có bị phát triển nữa, thì cái phương pháp ăn 16-8 nó sẽ giúp cho xương không phát triển được nữa. Bởi vì trong lúc mình nhịn đó, thì tế bào hủy xương, nó hủy những cái xương thừa hết. Và nó tái tạo lại cái bộ khung xương mới cho mình. Rồi chị chịu khó hớp không khí giùm tôi. Rồi chườm đá, thì chườm đá thì mình chườm mấy gan dưới cổ thôi. À, em có cái này nữa thầy, mỗi khi mà em nằm xuống á, là em quay qua đây em đau. Rồi nó đau mà nó đau, nó kéo từ đây xuống đây luôn rồi thầy. Vài bữa hết, đừng có lo, bây giờ nằm vẫn bị gì phải không? Dạ bị. Rồi. Có nghĩa em quay qua là, quay là qua nó là đau lắm. Đau, rồi. Đau bên nào cũng đau. Chút xíu tôi chỉnh lại liền. Bây giờ chỉ có cái tôi dặn nè. Tại vì bị cái suy giãn đến mạch chân nữa đúng không? Dạ đúng rồi thì thầy. Bây giờ là ban ngày, đó. Nhưng mà bên đây nhiều nha thầy. Bên đây rất là đau luôn đó, bây giờ em quay lại em đau quá thầy. Rồi rồi. Đó. Rồi đi. Rồi đừng lo, mấy cái này thì dễ lắm. Đó đó, em quay lại em đi xe nhiều khi em có bây cảm giác gì cũng nổi. Nghe lắng nghe tôi cho kỹ nè. Dạ. Buổi trưa chồm nói gan với chồm hai cái bẹn rồi nè. Dạ. Buổi tối chồm mấy gan với cổ giùm tôi. Dạ. Được chưa? Rồi, tháo mất kiến đưa lại cho bà này giữ cái đi rồi tôi làm cái cho bà hết nhất hết đau rồi bà về. Muốn làm nữa thì ở lại. Rồi để cho bà về. Ui, cái chân hơi đau nha. Chân đau. Rồi ngồi dậy. Rồi bây giờ xây chân xây tay được coi sao rồi. Cổ xây được coi sao rồi. Em chưa? Thấy đỡ đỡ. Đỡ đỡ rồi ha. Chứ mọi lần quay lắm. Rồi còn bây giờ cái tay xây được coi nó đỡ chưa? Cái tay thì em đưa đây. Mà đưa xuống nữa không được. Rồi, đứng dậy đi, tôi làm cái này cho hết rồi về. Nó gì thiếu gì. Đây đây. Thả lỏng ra, mềm ra. Rồi tay này. Lỏng ra. Ở nhà làm gì vậy? Em hả thầy? Ừ. Em về em nội trợ. Nội trợ. Nội trợ ăn thử bếp, làm bếp thử riết rồi ui vậy phải không? Dạ. Thử đồ ăn riết. Ok, rồi dung tay dung chân dung cổ rồi coi ngon chưa? Thấy nó thoải mái chút thôi thầy. Thoải mái. Dạ. Nhớ nha, mấy cái lời tôi dặn. Dạ. Chườm đá rồi các thứ cho đầy đủ nha. Dạ. Rồi. Bye bye.